Không phải làm gì cả. Đây là buổi trưa mọi người đang dẫn nhau đi ăn cơm. Tìm quán ăn trưa. Em mở ra cái bố này tối nay từ lâu rồi đấy. Sẽ về công ty nghỉ ngơi để chiều có thể làm việc tiếp. Trưa sẽ làm tiếp hoặc là chơi game. Xem thử. Con nguyên nhảy ạ.